mọi người. Hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi Trúc Lâm Phương Nam, một trong những cái thiền viện mà mọi người không thể bỏ qua khi đến thành phố Cần Thơ. Ha, đó đang ở sau lưng của mình. Đây là cổng của thiền viện. Sẽ đi vào thiền viện ha. Đây là một cái thiền viện ở thành phố Cần Thơ. Các bạn đến thành phố Cần Thơ thì nó nằm ở đường Nguyễn Nhân Cừ. Nếu không mà các bạn không biết địa chỉ thì các bạn vào trang web của bên Cõi Phật các bạn sẽ thấy. Ở đây là hai dãy La Hán. Bên này là hồ Tịnh Tâm, nơi đây rất là nhiều Phật tử tham gia đi xem hồ Tịnh Tâm của thiền viện. Thiền viện rộng khoảng hình như 5.000, hơn 5.000 hecta. Ấu, 5 hecta. Mình sẽ đi sâu vô. Đây là một bức tượng của Phật Thích Ca nhập niết bàn. Đây là những cái tượng xung quanh.
quá. Chúng ta đang tiến từ từ tới chánh điện. Đây là tháp chuông. Cái trụ của chánh điện to hơn cái người, cái trụ phải là mấy người ôm mới hết. Đây là chánh điện, cho nên
thông cảm. Wi-Fi nó bị yếu, 3G bị yếu, chuyển đổi 3G. Đây là một góc của thùng điện, phía sau thùng điện, phía sau chắn điện. Những cái cột đá được chạm khắc rất là công phu. Chị hành lang bên đó là nơi để các vị la hán có nhiều cái tâm thế khác nhau, và có cả những cái triển lãm ảnh, những bức ảnh mà chụp của cái thần viện, vậy như là cũng vậy. Cũng như các thiền viện khác thì Phúc Lâm Trung Nam ngoài thờ Bố Thí Đạt Ma thì cũng có thờ tam tổ của thiền tông Việt Nam, là tam tổ của thiền tông Việt Nam. Nguyên khối các thiền viện mới xây sau này của chùa phái Phúc Lâm thì đều thờ một vị vĩ nhân của họ Trần. Thì ở đây thiền viện Phúc Lâm Trung Nam thì thờ Trần Thủ Độ. Bên phải thì Trần Quốc Tuấn, Trần Hưng Đạo viên của chúng ta. Thiền viện thì xây dựng miền Nam nên các kiến trúc, các đồ gỗ kia thì nội thất thì gần như là phần miền Nam,
nhà thường thì cũng như nhà Ba Giang chứ không có phải chúng ta có kiến trúc phần Việt rất là đẹp, rất là hài hòa và rất là thoáng mát cho cái không gian của người miền Tây Nam Bộ. Trời đang mưa.